quá. Có gì ăn. Xin thế vợ em đi đâu rồi? Ở trong nhà không hả? Ở đây đâu? À đây cửa không khóa đâu. Thế vì sao mà hai vợ chồng xuống? Thôi bị ốm rồi thôi, cứ kệ ngủ ở đấy đi. Kệ đi, gọi làm gì? Thế là vợ ốm là hai vợ chồng xuống à? Ừ. Thế đưa vợ đi khám chưa? Khám à? Hôm đấy là hộp thuốc rồi. Ra trạm khám rồi đi. Đúng rồi, khám. Không có thẻ, không em đi xin bảo không có thẻ thì xin khám. Khám xong mua thuốc có được không? Được. Mưa nó rột cái lỗ run hoảng. Mưa vẫn rột vào nhà bếp được à? Không, nó có một cái lỗ run được kìa. Em bảo khi nào có xi em lấy xi về mít vào. Ừ. Xi bịt vào không nước nó vào nhà bếp, nhà bếp em thấp. À món gì được nhỉ? Cái món đậu sốt cà chua với món dầu đắng không? Thế bây giờ vợ bị ốm đấy thì à, cho vợ ăn cái gì? Nó không ăn cái gì đâu mà. Thế sáng nay có ăn được gì không? Sáng nay nó bảo ăn phở đấy, đi đánh cho nó bát phở luôn. Đi lấy về bát phở rồi gì? Phở tôi lấy. Bảo vợ ăn uống rồi uống thuốc vào. Thì bây giờ trưa này có phở đâu cho nó ăn đâu. Không có đâu, nó khác nghỉ. Lúc nào khỏe thì lại lên nhá. Cứ bảo anh Giàng anh lên thay mấy hôm cũng được nhá. Cho vợ bình phục cùng hoàn toàn đi. Xong là lên. Thế bị ốm được ở trên đây mấy hôm rồi? Ngày dám tao rửa. Sinh từ 4 hôm đấy. Mưa, từ ngày mưa mà. Từ ngày mưa là bị ốm. Ừ, xong rồi cứ ốm mà. Em kẹt. Kiểu mưa quá cũng được. Con dao đâu? Đau ở dưới chẳng chẳng pháp hả? Có bị ốm à? Đỡ tí nào chưa? Đỡ rồi gì? Đấy, tí bảo tí ăn cơm vào, uống thuốc vào. Hai vợ chồng em Xính là đi xuống đây từ hôm qua rồi. Cứ tưởng là mỗi mình em Xính xuống thôi. Thì sáng nay thì em Xính bảo là gọi đi bắt ong. Hai vợ chồng xuống đây. Em có là bị ốm. Phần khác. Sao vừa bảo gì? Vừa bảo không đói đâu. Không đói thì cũng phải ăn vào chứ. Ăn vào để còn uống thuốc chứ. Không đói thì không ăn đâu. Chắc đã bảo đâu. Chắc vậy không ăn thì thôi. Không ăn thì bảo vợ cố gắng ăn vào. Uống thuốc vào. Nó mới khỏi nhanh được chứ. Mày đau đầu à? Xính? Không, không đau đầu đâu, cái gì vui vui. Con đứa khác chung mệt á? Ừ. Nó bị cảm mà. Bị cảm á? Ừ, bị cảm lâu ngày. Hay là có tin vui rồi? Tin vui có được không? Hả? Tin vui có được không? Anh hỏi thật chứ. Thế đi khám chưa? Đi chạm thì đi thử chưa? Khám rồi. Cũng cháy hết rồi. Toàn này cũng đẹp trong lắm. Con này mỏng quá. Còn nó khai đi đâu? Cái nó hỏi thịt đấy cho nó mỏng. Có gì ăn đấy đâu. Bây giờ thì cần tìm cái gì? Đấy, ăn đồ phụ thuốc cà chua với cả món con đường cây móc này rồi. Cái nấu với cái lá đắng này chung nhỉ? Chưa, con sống rồi mà chấm nước mắm gì không biết này. Không có nước mắm chứ. Trời, bên kia không? Bên kia không biết được. Kiếm xem không? Kiếm xem. Chúng nhà anh già kiếm xem. Bỏ con chết ra nấu cùng vào đây này.
Ok. Đây cho mấy con thôi. Con nào mà nó còn sống thì để lại. Mấy cái này thôi. Rửa qua một loạt đi. Rửa hết này. Có một con chú sống cống à? Món rau đắng. Suýt nữa quên món này đấy nhỉ. May mà Trung còn nhớ ra. Còn món gì nữa không nhỉ? À còn món ốc đây. Ốc thôi nhỉ. Ốc này phải có thời gian làm người đây. Ốc này có làm ốc luộc được không? Được mà. Thế là mình ăn xong là mình luộc ở đấy chính. Đấy, làm món canh đắng là được rồi. Canh đắng này thì ước cũng chưa được ăn bao giờ. Hôm nay lên cùng với em Trung với em Xính mới biết được cái rau đắng này. Lá nó không khác gì cái cây lá của cây lạc tiên nhưng mà nó to hơn. Béo ngọt hơn. Ui, nè, thì ăn sống cái này đây ăn. Ừ. Anh thể nhà có nóng ấy. Rửa sạch chưa? Sạch rồi. Cho một đứa con to này vào đấy. Cho một con to nhất rồi. Đấy. Đây, cái này tí không đã ăn đưa rồi. Nấu cái gì? Canh đắng à? Ừ, nấu cái dầu đắng này thôi. Nhà tôi thế. Còn món độc lạ đây nhỉ? Đấy. Anh chưa ăn. Cái canh đắng này sao không? Cái này. Cho ra vào xào đi. Đi chế lên món ốc à? Không có gì hết. Mày mang cái hết. Mày bắt nước mà để món cái bên xào đi. Ok, phổ hết. Cái món này. Nước món này tới rồi. Ra món rồi. Đồ canh hết đi. Nha. Đấy, tổng hợp. Cái này nó canh ngon này. Buông cái móc nấu với rau đắng. Món này chắc chưa ai nấu bao giờ. Không món đỉnh cao luôn à. Món này là gọi là món món đỉnh cao à? Giải nghe là tốt sơn này ăn mát nhỉ? Ờ, à, ăn luôn sân luôn cũng được. Trong nhà nóng lắm, hôm nay trời nắng rồi. Nóng cháy da luôn đấy. Anh em hôm nay đi cả ngày. Thật ra là định đi bắt hai tổ ong, nhưng mà tổ ong là không may là người ta lấy rồi. Đồ vào đây chứ? Đồ vào được rồi. Nhiều không nhỉ? Nhiều không? Nhiều. Thử tí nữa. Canh đắng. Nó này hơi độc với lạ đấy. Thế đắng đắng mồm hộp. Đắng đây. Đấy nó cái chú cơm này không? Vợ lại đi lên nhà anh Giang ngủ rồi à? Quá trời lắm, đi lên chỗ kia. Nó ổn quá là nó mất hết đầu. Rồi, đang đau đầu. Nó không đau đầu lắm mà. Để phần cho vợ đi, tí vợ ăn. Nó không ăn đâu. Em để nhiều lần rồi, không ăn. Nó bảo nó không ăn rồi, nó nói rồi. À đâu, anh đi làm ngụm canh ra, từ từ. Canh nó đắng à? Ừ.
Chị dâu vẫn ở đây rồi gì xin? Chưa, đây này cho cái này vào. Thôi thôi, được cho mỡ nhiều. Thôi được. Mỡ cho mỡ nó ngon đấy. Mỡ nhiều quá ghê lắm. Làm bát canh nữa. Thử món rau đắng nấu với đuông cây móc. Mình cứ gọi cây dừa cũng được mà nhỉ? Dừa em. Nó không nhiều đuông. Hơi nhạt. Hơi nhạt. Em muối. Với thêm một canh nhé. Chả biết bác em thử xem nào. Xem có đúng không? Thử xem. Vừa rồi. Vừa rồi nhỉ? Vừa rồi. Mình lâu quá mệt không? Mồm nó nhạt hết. Một nhà mồm do mồm mình nhạt thôi. Đi muộn quá, bây giờ quá giờ rồi. À, ăn đi. Bây giờ ăn đi. Chuẩn bị đi làm mà mình có ăn cơm. Đúng rồi, bây giờ mình ra làm rồi. Ấy, làm con to này xem nào. Xin mời các bác nhá. Đói quá anh em ăn vội ăn vàng quá, ăn gấp. Nấu như nấu cho con chó ăn thôi. Người ăn mà chó ăn. Mình còn nấu nhanh ấy. Còn chưa đến nửa tiếng xong hết đồ ăn. Đói quá nhỉ. Không nắng lấy mà nhỉ. Thực ra hôm nay mình đi xa quá. Đúng rồi. Anh em đi từ lúc 6 giờ rồi. Bây giờ là 3 giờ 30 rồi. 4 giờ kém rồi. Mới về đến đây. Canh đắng này hợp với. Đắng đắng ngọt ngọt mà. Đắng đắng mắt mắt ruột nữa. Đây này. Cho chung con to này. Cho xính một con này. Ăn ăn đi. Không vất vả mệt. Đấy. Ăn đi. Anh làm con me me. Đây là một con to luôn cho nó đẳng cấp này. Ừ, cái này đắng đắng mắt ruột á. Nó không đắng lắm nhưng chấm nó hơi hơi rồi. Nó hơi hơi thôi. Đắng rồi đắng rồi ngọt. Mùi đắng rồi ngọt nó không đắng lắm. Cái giỏi rau này có một loại lá to như này. Mà nó đắng thật. To bằng cái Âu nè. Ừ, lá nó to mà này. Nó đất béo béo. Là xin người lấy xuống anh thử xem nào. Trong lá này ở dưới khe suối có một gốc mà. Chính hôm nay mình đấy là mình đi kia sắp đến mà. Nó đang có nhiều hết. Lá nó to to nó giống y xì như cái rau bí luôn. Thế à? Thì người ta gọi bí rừng. Anh chưa biết lá đấy nhỉ? Người ta gọi là bí rừng. Nhưng mà cái đấy đắng thật đấy. À đây thử con già cái xem nào. Đấy con nhộng sau này là nó thành cái con này nha các bác nhá. Con này là chuyên đi ăn măng này. Nó đi đục cây măng ấy. Đục là coi như là măng hỏng hết luôn. Đây nó đi đục cái chuối ạ. Chuối ạ? Ừ. Không bỏ cả cánh. Không bỏ cái gì cả. Kèm với một quả ớt kìa. Chứ tưởng ăn thử con non non nở này. Con này tưởng nở đi làm con bê bê. Quá ra nở đi làm cái con này. Chính là nó có nghe. Nó mềm mà cái con này nó non mà thôi. Nó mềm thôi, nó không cứng đâu. Nó chưa thành con già mà. Con của anh rất là già. Ây dồi. Con này này, nó đúng rồi. Ăn đi, anh em ăn đi. Anh ước làm con này thử xem. Con già ăn rồi, con mềm này ăn rồi, còn con đấy chưa thử. Ngọt. Con này là con... Con này ít khi được thanh niên, nhá. Con thanh niên. Ít khi được ăn nó lắm. Wow. Cắn quả ớt xanh cay quá. Hát được. Tại ngốc ăn tại ngốc rồi. Xính làm được mấy bát cơm rồi. 2 bát rưỡi luôn. Ăn đi, ăn khỏe vào. Ăn sạch luôn này. Ăn xong chắc tí anh phải về luôn đây. Về luôn à? Ừ. Về chiều còn đi có việc. Nóng mà. Chiều đi tối thì chắc kéo em đi. Anh cùng anh Thắng với cả anh Phen Phen còn đi lên Yên Minh à? Yên Minh. Tí em chẳng đi về Yên Minh nữa.
Thế á? Ngoài đang ở đấy chờ đấy, nó đang ra ở xá kìa. Tắm rửa xong mới đi à? Chắc em tắm rửa xong đi. Một mình em đi thôi gì? Vợ bà vợ không đi nữa. Vợ đi không? Đi mà nó ăn. Thế vợ đang ốm như thế làm sao mà đi được? Nó ăn, sáng nay nó ăn bắp rồi. Em bảo không ăn phở thì thôi nghỉ đi ở nhà luôn này. Nó bảo thế thì ăn phở thử. Nhưng mà lên đấy có việc gì? Làm cái giấy thủ tục vào cho ông cậu ấy. Cái giấy của có ấy. Cái tờ ấy làm vào xong là để có ở đấy xong mang sổ khẩu nó về về Hà Giang về chụp thẻ căn cước cho nó. Để làm thẻ căn cước gì? Làm thẻ căn cước cho nó với lại làm giấy khai sinh. Bác sĩ mà mày lấy về lâu lắm mà mày không làm mày. Thế vợ chưa có giấy khai sinh đâu à? Chưa. Ôi dồi. Sắp đến nửa bên kia của đời rồi. Còn chưa có giấy khai sinh. Có biết gì đâu, người dân thì chứ. Sinh có giấy khai sinh không? Em có mà. Em có từ lâu rồi. Đấy, thế bây giờ thì họ bảo yêu cầu làm gì thì đi làm cho vợ đi. Không, sau này đi ra viện đi ra ấy nhiều vấn đề lắm, người ta cần đấy. Mày cần chứng minh đấy. Mày có con nữa, mày còn khổ hơn nó rồi đấy. Mai đi viện ấy, nó bảo thế này. Nó bảo là mai đi viện á? Mai có con đi viện là phải cần đấy, nó bảo đúng rồi, phải cần giấy chứng minh chứ. Nó bảo phải làm. Không có chứng minh là người ta không làm cho đâu. Bỏ về tiện về còn. Thế thì về tranh thủ làm đi nhá. Tiền. Em vẫn còn cầm không nổi tiền anh đưa cho nó ông nữa thì vẫn còn tiền thì em bây giờ em tranh thủ đi còn đi làm không thì không nào dùng nhiều quá. Đấy, hôm nào tiền. Có em bé con đẻ các kiểu vẫn phải ra đấy. Vẫn phải cần có chứng minh đấy. Ốm đau bệnh tật vẫn chứng minh hết đấy. Không ai lấy cho mình. Không có chứng minh là đồng nghĩa là chưa có bảo hiểm bảo ấy gì đâu phải không? Đúng rồi. Đấy. Bây giờ thấy ốm đau hay là biết chưa? Thế cố gắng chạy đi. Cho anh già anh ở trên lán giúp một mấy hôm được mà. Bởi vì trâu của nó ở đấy nữa. Đấy. Chăn trâu thả dê trông ở đấy cho rồi. Qua em hết sạch tiền điện thoại. Gọi nhé, nó không trả lời. Sao em đi tít dưới cái lán của họ, em mượn gọi về. Hay làm cái gì lên. Tiền đây, tiền hôm sáng nay được phần thưởng ấy. Đi nạp thẻ vào 250 vào. Có việc đột xuất thì còn có cái để mà gọi. Tí được tiền đông sang, tiền ăn đi đường đi rồi. Thôi nghỉ ngơi một tí, tắm rửa nghỉ ngơi một tí đi. Bây giờ đi cũng muộn rồi, đi sáng mai mới làm thôi. Sáng mai mới đi ra làm. Về đi bảo ông cậu nó ở cách xa đường quá. Đi làm cái gì thì không biết thì hỏi người ta. Cần những cái gì thì phải hỏi trước đi. Bây giờ tiếng Việt thì toàn ở trên đấy thôi mà, phải đi hỏi trên đấy thôi. Vừa biết ấy mình bảo vừa. Thôi nhờ dọn nhá. Ừ. Anh để tí em cần dọn cái ở trong nhà ra mang ra hết. Đi mang ra chậu đi. Cái gì đây? Cơm này mang đi đánh rừng không? Cơm không này chắc ăn. Thối rồi. Không thối đâu. Sáng nay vừa nấu rồi gì? Hôm qua. Qua rồi. Không thối được đâu, cơm này nó ở lâu lắm. Tí con lợn. Đi cứ tưởng được ong. Họ lấy rồi. To lắm nhưng mà họ lấy họ cắt đúng cái bầu mật xong là họ để lại đúng cái xác đấy. Đáng nghe không nổ của mình kêu mình cũng nên để như thế nhưng mà là nó không chạy. Thế nên phải cắt vút hết đi. Cắt ném xuống hết. Mình chỉ lấy cắt nguyên bầu mật là được. Bởi vì nó cách xa bên kia quá, khó quá, nó không chúng nhiều ong quá. Mình mới làm thế phá quá. Thôi nha, chắc anh cũng đi về luôn đây nhá. Ừ. Thì em mới tắm rửa nghỉ ngơi xong là đi. 5 giờ mát mát hay đi, cũng gần không xa lắm đâu mà. Nghỉ ngơi đàng hoàng vào. Tầm bao nhiêu phút? 4 tiếng. 1 tiếng á? Ừ. Đi 4 tiếng cơ? Ừ, 4 tiếng đồng hồ mà. Rồi, tận yên đi mà. Từ đây đi. Ừ, đến đây. Ừ. Chắc là từ đường vào nhà vợ là xa thôi phải không? Từ đường vào nhà vợ là khoảng 3 cây số nữa. Thế tao mà hết từ 4 tiếng đồng hồ. Từ đây lên Yên Minh chạy tít 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đi xe anh Duyên đi nhanh.
nó đi bong bong, mình đi xe máy đi từ từ thôi. Rồi giao thông nhiều lắm, tí mình đi, nó bọn đi nhanh quá đấy. Đi từ từ thôi, đi an toàn thôi. To nó thì thôi. Nhưng mà nói chung là không có bằng biết phải như vậy. Cứ đi từ từ đi thôi, không phải vội đâu mà. Cứ tối lên đến đấy là được. Cứ tối đến chỗ ngủ là được. Đấy. Nói chung làm cái gì cũng phải từ từ, từ từ bình tĩnh. Vội vàng là không giải quyết được gì đâu. Tí bọn anh cũng lên đấy à? Ừ, tí nữa anh lên Yên Minh. Chắc bọn anh xuống tận huyện thôi nhỉ? Bọn anh đi vào huyện xong còn đi vào trong bản nữa cơ. Nhá, thôi anh về đây nhá. Chào anh em nhá. Nóng thế ở đến tí nữa bọn anh tháng lên con đi. Không, anh phải về là tắm rửa lấy quần áo các kiểu chứ. À. Đi mấy ngày cơ mà. Thế nóng quá. Lúc nào về đến cái đường đấy thôi, về đến mất hết cả đầu rồi.